Kính chào quý vị khán giả. Dịp này đến miền Bắc thì chắc hẳn nhiều du khách đã thực sự cảm nhận cái nóng đặc trưng trong mùa hè. Ngày thứ ba, tại hầu hết các điểm đến, nắng sẽ đều xuất hiện từ sớm và đẩy nhiệt độ lên cao. Ninh Bình hay thủ đô Hà Nội có thể nắng nóng gay gắt 38 độ. Hải Dương, Nam Định, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng sang đến Hòa Bình, Lào Cai thì nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ. Về đêm, ở vùng núi sẽ xuất hiện mưa dông, cần chú ý các hiện tượng gió giật mạnh và sấm sét trong mưa sau một ngày nắng nóng. Dịp này, nhiều người chọn Sapa để trốn nóng bởi nhiệt độ ở đây luôn thấp hơn trong khu vực. Tuy nhiên lưu ý, mưa cũng sẽ xuất hiện ở đây từ chiều tối và đêm ngày thứ ba. Khả năng mưa sẽ ngắt quãng trong 2 ngày sau đó. Có mưa, nhiệt độ cũng giảm từ 23 độ thứ ba xuống 21 độ và còn 20 độ vào ngày thứ năm. Trời lạnh. Quý vị chú ý, du lịch ở vùng núi trong những ngày mưa thì cần mang theo hành trang, những loại giày chống trượt, các loại túi đựng, ba lô chống thấm nước. Ở miền Trung, trong ngày thứ ba vẫn tiếp tục là trạng thái nắng nóng. Khắp từ Nghệ An xuống đến Phú Yên, nhiệt độ phổ biến 36 đến 38 độ và có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Quý vị chú ý khoảng thời gian từ 10 giờ đến 17 giờ sẽ là lúc nóng nhất trong ngày. Chúng ta nên sắp xếp lịch trình để hạn chế việc ở lâu ngoài trời để tránh say nắng. Một số điểm đến biển đảo thì đỡ nóng hơn, như tại Quy Nhơn, 3 ngày tới đều có nắng nhiều. Nhưng mức nhiệt cao nhất sẽ không quá 33 độ. Quý vị có thể thoải mái hơn trong kế hoạch vui chơi ngoài trời. Tuy nhiên nắng nhiều cũng khiến chỉ số tia cực tím ở mức nguy hại. Đừng quên bôi kem chống nắng để bảo vệ cho da, ngay cả khi chúng ta tắm biển ở dưới nước. Còn ở phía Nam, Côn Đảo cũng là điểm đến hấp dẫn. 3 ngày tới tại đây nhiệt độ khoảng 31 đến 32 độ. Nóng nhẹ vào buổi trưa, còn các thời gian khác trong ngày, quý vị có thể thoải mái vui chơi. Tuy nhiên, cũng nên sắp xếp lịch trình phù hợp để có thể tránh những cơn mưa dông xuất hiện về chiều tối. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.